Hello à, quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha Trước hết là Tony xin mời tất cả mọi người một miếng cà phê quyền thổi à, cho ấm lòng người xa quê Rồi hiện tại bây giờ là ngày 16 tháng 10 năm 2020, 8 giờ 42 phút sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas Bên ngoài trời âm u, mưa gió, nhưng bên trong này thì cái thông tin nó cũng không có được sáng sủa tốt gì cho mấy Thì các bạn biết rồi, ở bên mỹ này tổng thống nhiều khi cũng không có quyền quyết định một mình đâu các bạn nhiều khi tổng thống muốn làm cái này nhưng mà quốc hội thì muốn làm cái kia cho nên không có làm được chuyện gì hết rồi hiện tại bây giờ ngã ba đường người dân thì đứng chính giữa quốc hội đi đường bên trái tòa bà đốc tổng thống đi đường bên phải cho nên hai bên này chưa có đi vào cái đường của người dân cho nên hiện tại bây giờ người dân vẫn còn đang phải trông chờ rồi sáng ngày hôm nay tony có một cái thông tin mà muốn chia sẻ lại với các bạn để cho các bạn cập nhật được là à tuần sau quốc hội thượng viện đảng cộng hòa sẽ đưa ra một cái gói 500 tỷ đô la để mà bỏ phiếu và trong cái gói này nó có hỗ trợ cho những cái gì nó có 1.200 đô la đến tay người dân Mỹ hay không? nó có gia hạn tiền thất nghiệp hay không và lý do tại sao quốc hội không làm theo đề nghị của tổng thống đưa ra cũng như là tòa bạch ốc đưa ra mời các bạn theo dõi chi tiết rồi thì theo như thông tin á là tổng thống trump cũng như là tòa bạch ốc muốn cái gói cứu trợ lần thứ hai này nó thông qua càng sớm càng tốt và tổng thống đã đề nghị những cái giá rất là cao, coi như là vượt uh, qua cái con số mà của đảng cộng hòa đưa ra để mà đem đi đàm phán với đảng dân chủ đó là những gì mà tổng thống cũng như là tòa bạch ốc đang muốn hiện tại bây giờ nhưng người ta nói uh, một cây làm chẳng nên non ba cây bốn cây chụm lại hay là mười cây chụm lại mới nên một cái hòn núi cao thì hiện tại bây giờ một mình tổng thống một mình tòa bạch ốc thì không thể nào mà thông qua được Cái đề nghị này Cần phải có quốc hội Của lưỡng đảng à, Cộng hòa và dân chủ Thì mới thông qua được Cho nên hiện tại bây giờ Không những chỉ có đảng dân chủ à, à, Phản ứng Phản đối lại cái 1,8 nghìn tỷ đô la Của Tổng thống Mà cả luôn Thượng diện của đảng Cộng hòa Cũng chặn lại cái đề nghị Của Tổng thống Trump Thì nó như thế này nè các bạn Vào ngày hôm qua là ngày thứ năm Thì Tổng thống Trump Cho biết là như thế này Là Ông muốn sẵn sàng tăng cao hơn 1,8 nghìn tỷ đô la cho cây gói cứu trợ lần thứ hai để mà đem đi thương lượng với đảng dân chủ và đây là những gì mà tổng thống đã nói với phóng viên à, chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng tăng thêm chi lớn còn không thì thôi về nhà tức là cái ý của tổng thống đó là à, một là mình chơi là mình phải chơi cho lớn còn nếu mình không chơi thì thôi thì đi về nhà đi quốc hội ơi đó là như vậy và đó là những gì mà Ngài Tổng thống Trump đã trả lời phỏng vấn với Đài Fox Business vào ngày hôm qua. Nhưng đã bị bên cạnh đó thì đã bị lãnh đạo đa số thượng viện của Đảng Cộng hòa đã bác bỏ cái đề nghị này cũng như là ông này đã đưa ra một cái gói cứu trợ khoảng 500 tỷ và sau đây mời các bạn nghe chi tiết. Ông Mitch McConnell, ông này là lãnh đạo đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Ông này đến từ tiểu bang Kentucky Thì vào ngày hôm qua 15 tháng 10 Ông này đã gạt bỏ những cái đề nghị của Tòa Bạch Ốc Cũng như là Tổng thống trong về cái 1.800 tỷ Cũng như là 2,2 nghìn tỷ đô la Ông này nói là à không có cái chuyện đó quá nhiều Cho nên ông không có đồng ý về những cái đề nghị của Tổng thống cũng như là Tòa Bạch Ốc Tôi sẽ đem cái gói khoảng 500 tỷ đô la để mà bỏ phiếu vào tuần tới tại Thượng viện. Tôi nghĩ là cái số mà 1,8 nghìn tỷ đô la cũng như là 2,2 nghìn tỷ đô la quá nhiều sẽ làm tăng nợ quốc gia. Cho nên tất cả những thành viên của tôi sẽ không có ủng hộ về cái con số đó. Thì trong cái 500 tỷ này nó bao gồm là như thế này nè các bạn. Giúp cho các doanh nghiệp nhỏ tức là nó gọi là cái chương trình là bảo vệ tiền lương PPP đợt 2 Rồi là điều thứ nhất Điều thứ hai nó sẽ hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 cũng như là cho các bệnh viện Rồi cái thứ ba nó hỗ trợ là bảo vệ doanh nghiệp khỏi bị kiện Những cái gì mà liên quan tới đại dịch Tức là trong cái 500 tỷ Chỉ có ba cái hỗ trợ thôi Ngoài ra nó không có cái chuyện 1.200 đô la đến tay người dân Mỹ cũng như là cái chuyện gia hạn thêm tiền thất nghiệp cho hàng chục triệu người đang trong tình trạng thất nghiệp thì mình không biết là cái gói 500 tỷ này nó có được thông qua hay không nhưng mà hiện tại bây giờ á thì à, vừa tháng vừa rồi á thì người ta có bỏ phiếu cho một cái dự luật nhỏ thì cũng khoảng khoảng gần 500 tỷ đó các bạn và cái số phiếu là 52 trong số 53 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ tức là có 53 thượng nghị sĩ Cộng hòa trong thượng viện mà 52 người đã ủng hộ rồi thành ra mình không biết là cái tuần sau này trong cái gói này không biết có bao nhiêu thượng nghị sĩ cộng hòa ủng hộ nhưng mà hiện tại bây giờ theo cái thông tin đó thì có rất là nhiều thượng nghị sĩ cộng hòa đã phản đối cái chuyện 1,8 nghìn tỷ đô la của tòa bà đốc cũng như là tổng thống đề xuất ra cho dù hiện nay tổng thống muốn là tăng thêm hơn 1,8 nghìn tỷ đô la nữa nhưng 1,8 nghìn tỷ là người ta đã bác bỏ rồi thì theo Tony nghĩ thì đây cũng là một cái tin buồn cho nền kinh tế của nước Mỹ cũng như là người dân Mỹ. Tại vì hiện tại bây giờ các bạn biết rồi, không những chỉ có doanh nghiệp nhỏ mới bị ảnh hưởng bởi cái chuyện Covid 19 đâu mà là người dân và hàng chục triệu người đang trong tình trạng mà chưa có công an việc làm cũng đang trông chờ vào cái chuyện gia hạn tiền thất nghiệp từ liên bang các bạn nhé. Tại vì các bạn biết rồi những cái tiểu bang mà lớn thì có cái chi phí sinh hoạt nó rất là cao mà nếu mà các bạn lãnh tiền của cái tiểu bang không thì có thể không đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Cho nên cần phải có cái sự hỗ trợ từ liên bang thì mới mong đủ chi phí hàng ngày. Mà hiện tại bây giờ cái gói 500 tỷ này á, mà đem lên trên sàn thượng viện để bỏ phiếu vào tuần sau á mà nó thông qua một cái đó là coi như không biết bao giờ người dân mới có cái chuyện 1.200 đô la cũng như là được gia hạn tiền thất nghiệp. Hiện tại bây giờ cho dù Tổng thống Trump cũng như là Tòa Bà Đốc đang cố gắng hết sức để mờ làm mọi cách để cho cái gói cứu trợ lần thứ hai này nó được thông qua để mời 1.200 đô la đến tay người dân Mỹ sớm và gia hạn tiền thất nghiệp đến hàng chục triệu người sớm nhưng quốc hội hai bên lưỡng đảng chưa có đồng ý thỏa thuận với cái đề nghị của tổng thống Trump cũng như là tòa bà đốc và hiện tại bây giờ không những chỉ có đảng dân chủ phản ứng phản đối mà cả luôn thượng viện của đảng cộng hòa cũng phản đối cái chuyện 1,8 nghìn tỷ đô la Bên cạnh đó thì tổng thống muốn tăng cái con số cao hơn nữa nhưng mà vẫn không được các bạn ơi Rồi thì sau vài phút nhanh gọn lẹ tôi đi chia sẻ với các bạn về cái chuyện uh, Gói 500 tỷ này nó có những cái gì ở trong đó và lý do tại sao mà Thượng diện Cộng hòa Bác bỏ cái đề nghị của Tổng thống Trump về 1,8 nghìn tỷ đô la Thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút thời gian quý báo Sáng ngày thứ sáu để xem cái video này Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì đừng quên uh, Bấm nút uh, uh, chia sẻ để mọi người cùng cập nhật Và bên cạnh đó đừng quên để lại một cái like để ủng hộ tinh thần Cũng như là channel cho Tony nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Have a good day and see you in the next video Bye bye and thank you